Tuấn Liêm và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và rất cảm ơn quý vị đã ghé tới Culture Channel để theo dõi bản tin Canada và Thế giới tối nay. Để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị nhớ bấm like, comment và share mọi khi xem chương trình. Và chúng tôi cũng kính mời quý vị nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo ngay kế bên để nhận được thông báo một khi chúng tôi phát hành bản tin mới. Xin cảm ơn quý vị và sau đây chúng tôi xin điểm qua một số bản tin chính tối nay. Lạm phát nghiêm trọng có thể khiến cho ngân hàng Canada phải tăng lãi suất trên 3%. Canada sẽ chi 40 tỷ đô la trong 20 năm để nâng cao hệ thống phòng thủ NORAD vì các mối đe dọa mới. Các nhà tuyển dụng Canada sẵn sàng thuê nhân viên không có kỹ năng liên quan tới công việc. Một chú gấu đen bị cảnh sát Vancouver bắn chết vì đi vào khu dân cư. Nhân viên sân bay khắp Canada đình công. Thu hồi các sản phẩm dành cho trẻ em của Canada do vướng víu, ngạt thở, nguy cơ hỏa hoạn. Một người cha Ontario bị mất ba đứa con trong một vụ tai nạn đã tự tử ngay sau ngày lễ của cha. Đức tăng đốt than khi mà Nga siết chặt nguồn cung cấp khí đốt. Trung Quốc nhập khẩu dầu thô của Nga đạt mức cao kỷ lục. Mưa lớn, lũ lụt và sát khiến cho hàng chục người chết ở Ấn Độ và Bangladesh. Liên Hợp Quốc kêu gọi áp đặt lệnh cấm đi lại đối với lãnh đạo của Taliban vì áp lực phụ nữ. Campuchia đánh bắt được cá nước ngọt lớn nhất được ghi nhận trên thế giới. Sài Gòn ghi nhận có chín trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Lạm phát nghiêm trọng có thể khiến ngân hàng Canada phải tăng lãi suất lên trên 3%. Một nhà kinh tế cho rằng, lạm phát gia tăng trong nền kinh tế Canada có thể khiến ngân hàng Canada sẽ phải tăng lãi suất lên trên 3% để đưa mọi thứ trở lại trong tầm kiểm soát. Nhà kinh tế học Don Trummer cho biết, trong khi ngân hàng đã báo hiệu rõ ràng ý định tăng lãi suất trở lại trong phạm vi bình thường từ 2 đến 3%, đó là điều tối thiểu trong số những điều chúng ta cần làm. Ông nói Áp lực lạm phát đã quá lớn và họ sẽ cần phải tăng lãi suất của họ lên trên 3%. Nhận xét của ông Trummen được đưa ra trước một bản cập nhật dự kiến về tỷ lệ lạm phát ở Canada trong tuần này. Vào tháng 4, lạm phát đã đạt mức 6,8% ở Canada, là mức cao nhất kể từ năm 1991 và cũng tăng so với tháng trước. Dự đoán của hai ngân hàng lớn của Canada là Bank of Montreal và Royal Bank cho thấy lạm phát sẽ tăng trở lại lên mức 7,4%. Tuy nhiên, ông Minh lo lắng rằng chính phủ liên bang đang không hành động đủ nhanh để ngăn chặn các khoản chi tiêu đang kích thích nền kinh tế và góp phần vào nhu cầu dư thừa của người tiêu dùng. Ông nói chính phủ phải tạo thêm một chút áp lực để cố gắng trở lại ngân sách cân bằng, không phải ngay lập tức, vì bạn không muốn gây ra suy thoái bằng cách đột ngột rút lại các biện pháp thúc đẩy. Nhưng hãy nhớ rằng, ngân sách cuối cùng của họ đã bao gồm quá nhiều chính sách thúc đẩy, họ không thể làm điều đó nữa. Phó thủ tướng, kiêm bộ trưởng tài chính Chrystia Freeland tuần trước đã nhấn mạnh, các biện pháp trị giá 8,9 tỷ đô la mà bà cho biết sẽ giúp người dân Canada đối phó với chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, không có biện pháp nào trong số đó là chi tiêu mới. Có những dấu hiệu cho thấy ngân hàng Canada có thể tiến xa hơn nếu việc tăng lãi suất trong phạm vi mục tiêu không đủ để giảm lạm phát. Đối với hệ thống phòng thủ quốc gia, Canada sẽ chi 40 tỷ đô la trong 20 năm để nâng cấp hệ thống phòng thủ của NORAD vì các mối đe dọa mới. Bộ trưởng Quốc phòng Canada, bà Anita Anand đã tiết lộ những chi tiết chính về kế hoạch trị giá 4,9 tỷ đô la mới nhằm nâng cấp hệ thống phòng thủ lục địa NORAD của Canada khi các mối đe dọa mới từ các chế độ chuyên quyền và các loại vũ khí mới đang được các nước khác phát triển. 4,9 tỷ đô la sẽ được chi trong 6 năm tới và khoản này là một phần của kế hoạch dài hạn, có giá trị 40 tỷ đô la trong 20 năm tới để tăng cường khả năng phòng thủ lục địa. Bà Anan cho biết bản phân tích chính xác về cách chi tiêu số tiền đang được hoàn thiện và nó sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực cụ thể. Chúng sẽ bao gồm một hệ thống giám sát tiếp cận phía Bắc mới và những hệ thống radar mới. Hai bộ trưởng Freeland và bà Yellen thảo luận về Ukraine và lạm phát trong chuyến thăm Toronto. Bộ trưởng tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã gặp bộ trưởng tài chính Canada Chrystia Freeland tại Toronto vào thứ hai, nơi họ sẽ thảo luận về cuộc chiến Ukraine và các nỗ lực chung để đối phó với lạm phát, giá thực phẩm và nhiên liệu. Bộ Tài chính cho biết bà Yellen sẽ nêu bật mối quan hệ kinh tế bền chặt giữa hai nước đồng minh Bắc Mỹ ghé thăm khu vực của các doanh nghiệp và tham gia diễn đàn công khai tại Đại học Toronto. Bộ trưởng tài chính hai nước sẽ thảo luận về các biện pháp trừng phạt và các nỗ lực chung khác nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Chuyến thăm này sẽ là lần đầu tiên bà Yellen đến Canada với tư cách là bộ trưởng ngân khố. Vào thứ ba, bà Yellen sẽ đến thăm Rosebud Sioux Drive ở South Dakota để thảo luận về tác động của khoản tài trợ 20 tỷ đô la cho các cộng đồng bộ lạc. Các nhà tuyển dụng Canada sẵn sàng thuê nhân viên không có kỹ năng liên quan tới công việc. Một nghiên cứu mới cho thấy các nhà tuyển dụng Canada sẵn sàng thuê người lao động không có kinh nghiệm làm vì cho thị trường lao động quá eo hẹp. Nghiên cứu chỉ ra rằng kinh nghiệm và học vấn những yếu tố từng là quan trọng đối với nhiều vị trí hiện nay đang trở nên ít quan trọng hơn đối với bối cảnh thiếu lao động. Một cuộc khảo sát cho thấy 77% nhà tuyển dụng Canada ưu tiên tuyển dụng ứng viên dựa trên các kỹ năng giao tiếp mềm và thái độ học hỏi của họ hơn là kiến thức liên quan tới công việc và các kỹ năng cứng. Khảo sát mới đây cho thấy, 4 trong số 5 nhà tuyển dụng nói rằng công ty của họ sẽ xem xét tuyển dụng những ứng viên không có bằng cấp hoặc là chứng chỉ liên quan tới công việc, rồi sau đó sẽ đào tạo cho nhân viên mới. Thị trường lao động thắt chặt đang được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch và thay đổi nhân khẩu học. Cuộc thăm dò cho thấy các nhà tuyển dụng ngày càng sẵn sàng tuyển dụng dựa trên các kỹ năng như là giao tiếp, khả năng thích ứng và sự để ý tới chi tiết thay vì là các kỹ năng cứng như là kiến thức kỹ thuật hoặc là đào tạo trong khi tình trạng thiếu lao động đang ảnh hưởng tới tất cả các ngành công nghiệp, nghiên cứu cho thấy những công việc khó tìm ứng viên nhất thường gồm các kỹ năng it, quản lý dự án, kỹ thuật phát triển phần mềm và lập trình. tại ontario, nội các mới của thủ hiến dot for sẽ tuyên thệ vào ngày thứ sáu. Nội các của Thủ Hiến Ontario, ông Dodd Ford sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày thứ Sáu khi mà ông đưa ra những cái tên từ một nội các mới và lớn hơn của đảng bảo thủ cấp tiến. Buổi lễ dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng và sau đó là lời phát biểu của Thủ Hiến. Những lời mơ đã được chuyển tới tay của các vị khách, nhưng một nguồn tin cấp cao của chính phủ cho biết Thủ Hiến vẫn chưa thông báo cho các bộ trưởng nội các mới về các chức vụ của họ. Nội các trước đây của ông Ford gồm có 28 người, nhưng mà ông hiện có sự lựa chọn lớn hơn rất nhiều trong lần này khi mà có 83 đảng viên đã được bầu vào đầu tháng này. Điều đó dẫn tới một số suy đoán rằng ông Ford sẽ tăng quy mô nội các của mình bằng cách chia các bộ lớn hơn thành các danh mục chi tiết hơn. Y tế và giáo dục sẽ là hai lĩnh vực quan trọng đối với ông Ford, cả với tư cách là hai bộ phận lớn nhất khi mà chính phủ đã lên kế hoạch hàng tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng đối với bệnh viện và các cuộc đàm phán về giáo viên trong thời gian tới. Dựa trên trọng tâm ngân sách của đảng bảo thủ cấp tiến, thì các bộ giám sát giao thông và cơ sở hạ tầng cũng sẽ rất quan trọng đối với thủ hiến. Phần lớn kế hoạch của ông Ford là tập trung vào việc xây dựng các bệnh viện và đường cao tốc như là xa lộ 413 đã được đề xuất cho GTA. Nhiều người dự đoán rằng ông Ford có thể sẽ giữ Peter Bethlen vào làm bộ trưởng tài chính. Hãng hàng không Swoop ra mắt đường bay mới từ Ottawa tới Halifax và Winnipeg. Swoop sẽ lần đầu tiên cất cánh tới tại Tây Dương Canada và Winnipeg từ Ottawa, mang đến cho du khách những lựa chọn mới cho mùa du lịch hè. Hãng hàng không giá rẻ của Canada đã tung ra các đường bay mới từ Ottawa tới Winnipeg và từ Ottawa tới Halifax vào ngày chủ nhật Chuyến bay swoop đầu tiên đã rời sân bay quốc tế Ottawa vào lúc 3 giờ 15 phút chiều để tới Halifax, trong khi một chuyến bay khác đến Winnipeg cũng đã được lên lịch vào tối Chủ nhật. Và chuyến bay đầu tiên của Swoop từ Halifax tới Ottawa cũng đã khởi hành vào lúc 4 giờ chiều. Swoop cho biết ở tần suất cao điểm thì hãng sẽ khai thác các chuyến bay hàng ngày từ Ottawa tới Halifax, trong khi sẽ có 4 chuyến một tuần từ Ottawa tới Winnipeg. Vào tháng 4 vừa qua, Swoop cũng đã khai trương tuyến Ottawa Edmonton với 5 chuyến bay mỗi tuần. Một số nhân viên sân bay khắp Canada bắt đầu đình công phản đối. Tình trạng thiếu nhân sự đang khiến du khách phải chờ đợi hàng giờ tại các sân bay trên khắp đất nước. Nhưng hôm thứ Hai, chính những nhân viên an ninh ở sân bay cũng đã thể hiện sự thất vọng của họ các nhân viên kiểm tra an ninh tại 42 sân bay trên khắp đất nước, bao gồm cả sân bay quốc tế Ottawa, đang tạm tháo bỏ đồng phục và xuất hiện để phản đối điều kiện làm việc và mức lương ở sân bay. Ông David Lipton, đại diện công đoàn United Steelworkers USW tại Ottawa cho biết, có rất nhiều nhân viên làm thủ tục đã nghỉ việc vì lương thấp và các điều kiện làm việc tồi tệ. Công đoàn USW đại diện cho các nhân viên kiểm tra an ninh ở hầu hết các sân bay trên khắp Canada. Ông Lipstein cho biết, nhiều thành viên của họ đang bị buộc phải làm việc 16 đến 17 giờ mỗi ngày do thiếu nhân sự. Tình trạng này đã dẫn đến việc chậm trễ hàng tiếng ở sân bay và thậm chí là chậm trễ hàng tuần ở các công đoạn khác. Có những du khách nói rằng họ đã bị mất tích hành lý gần 3 tuần sau chuyến du lịch của họ. Ông Lipstein cho biết Hành động đình công này sẽ không gây ra thêm bất kỳ sự chậm trễ nào tại các sân bay và nó sẽ không xảy ra ở Toronto, Vancouver hoặc Calgary, nơi các nhân viên thuộc một công đoàn khác. Canada không loại trừ giảm thuế xăng khi lạm phát kỷ lục lo ngại về chi phí sinh hoạt. Khi nhiều người Canada tiếp tục gặp khó khăn với chi phí sinh hoạt cao, phó thủ tướng của đất nước đã ám chỉ chính phủ liên bang sẽ không đóng cửa đối với lựa chọn giảm thuế khí đốt bộ trưởng tài chính christia freeland cho biết nếu chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết chi phí lạm phát đang gia tăng thì điều đó sẽ xảy ra tuy nhiên bình luận của bà được đưa ra sau khi bà cho biết canada khác với hoa kỳ là quốc gia đang tích cực xem xét việc giảm thuế giá xăng quyết định của hoa kỳ về biện pháp thuế xăng của họ dự kiến sẽ có vào cuối tuần này trong khi đó Bộ trưởng Freeland cũng nói về việc tăng cường hỗ trợ cho những người Canada đang gặp khó khăn với lạm phát và giảm thuế carbon. Giá xăng đã phá vỡ kỷ lục trong những tháng gần đây, với nhiều khu vực chứng kiến một lít xăng thông thường có giá lên hơn 2 đô la một lít. Ở Metro Vancouver, nơi đang chứng kiến giá xăng cao nhất, giá đã giảm vài cent vào cuối tuần. Cũng tại thành phố Vancouver, giá xăng ở Metro Vancouver đã giảm và có thể giảm tiếp trước ngày lễ Canada Day. Người dân ở Vancouver đã nhận được một tin tốt vào đầu tuần, đó là giá xăng ở Metro Vancouver giảm xuống. Giá xăng đã giảm xuống khoảng mức 2,17 đô la mỗi lít vào sáng thứ hai, với một số trạm báo giá thấp hơn hoặc là cao hơn một vài xu, tùy thuộc vào thành phố. Đó là một tin rất vui dành cho người dân ở khu vực này, vì trước đó giá xăng ở đây đã chạm mức 2,37 đô la một lít vào đầu tháng 6. Chuyên gia về giá xăng là ông Patrick Dehan dự đoán, chúng ta có thể thấy mức giảm hơn nữa vào cuối tháng trong đợt nghỉ lễ cuối tuần ngày Canada Day. Trên toàn quốc có thể thấy mức giảm tới 10 cent một lít trừ khi có các trường hợp ngoài dự kiến. Trong khi đó thì giá xăng 2 năm trước chỉ có 1,25 đô la một lít. Một chú gấu đen bị cảnh sát Vancouver bắn chết vì đi vào khu dân cư. Bộ cảnh sát Vancouver đã bắn và giết một con gấu đang đi lang thang quanh một khu dân cư đông đúc vào Chủ nhật. Cảnh sát đã được gọi đến khu vực rất đông của thành phố vào khoảng 11 giờ sáng vì báo cáo về một con gấu đen. Cảnh sát nói họ đã bắt đầu theo dõi con gấu và hy vọng rằng nó sẽ đi về một hướng an toàn hơn. Nhưng không may họ đã bị buộc phải bắn con gấu này vì nó đã bắt đầu tiến về khu vực dân cư và giao thông cảnh sát đã liên hệ với cơ quan kiểm soát động vật và nhân viên bảo tồn tỉnh BC để được hỗ trợ nhưng họ đã không đến khi cảnh sát buộc phải bắn con gấu. Cơ quan bảo tồn tỉnh BC đã xác nhận rằng họ không tham dự và chuyển các câu hỏi cho Sở Cảnh sát Vancouver. Đợt nắng nóng ở Manitoba phá vỡ kỷ lục nhiệt độ thiết lập vào năm 1888. Tại Winnipeg, nhiệt độ đã tăng vọt lên 37 độ C, phá vỡ kỷ lục trước đó là 33,3 độ C, được thiết lập tại thành phố cách đây 134 năm, theo môi trường và biến đổi khí hậu Canada cho biết. Các cộng đồng khác có kỷ lục lâu đời cũng đã có những kỷ lục mới vào ngày Chủ nhật. Nhiệt độ 36,9 độ C của Carmen đã làm lưu mờ kỷ lục cũ của nó là 32,8 độ C được thiết lập vào năm 1911. Tại Sprague thì nhiệt độ 34,8 độ C được ghi vào ngày Chủ nhật chỉ cao hơn đôi chút so với mức kỷ lục trước đó là 34,4 độ C được thiết lập vào năm 1933. Những vùng lập kỷ lục khác bao gồm Emerson ở 38 độ C phá kỷ lục của năm 1995 đó là 34,5 độ C. Các vùng khác cũng phá kỷ lục về nhiệt độ bao gồm Winkler, Morden, Steinbach và Pilot Mountain. Mưa như trút nước đã khiến cho đường phố ngập lụt ở Saskatoon. Mưa lớn đã khiến cho người dân tại Saskatoon đau đầu vào chiều ngày thứ hai vì một số con đường đã bị ngập. Trận mưa như nước trút đã gây ra lũ lụt ít nhất là tạm thời dọc theo Broadway và các khu khác của thành phố. Cảnh sát Saskatoon cho biết họ đã nhận được nhiều cứu gọi về tình trạng ngập lụt tại Long Avenue và Exhibition Grounds Road và các đường đi về phía bắc lên Circle Drive gần với cầu vượt Taylor Street cao vượt tại Cycle Drive và Idlewild và một số địa điểm gần với Lewis Street và Preston Drive. Giao thông hướng Nam bị giới hạn ở làng đường bên phải trên cầu Seedburg Drive vì các đội của thành phố đã được gọi tới để sửa chữa đường. Họ yêu cầu cư dân hãy tránh những khu vực này và thận trọng ở một số những khu vực khác do có nguy cơ bị ngập lụt. thu hồi sản phẩm dành cho trẻ em của Canada do vướng phiếu ngạt thở và có nguy cơ hỏa hoạn. Bộ Y tế Canada đã ban hành lệnh thu hồi đối với ba sản phẩm dành cho trẻ em vào ngày thứ Sáu do các nguy cơ tiềm ẩn khác nhau, gồm có các nguy cơ như là quấn cổ, vướng dây và tạo ra ngạt thở, mặc dù là vẫn chưa có trường hợp thương tích hoặc là tử vong nào được báo cáo ở Canada cho đến nay. Người tiêu dùng đã được yêu cầu ngưng ngay việc sử dụng liều cho trẻ California Beach Co-Pop Go Play Pen sẽ đẩy cho em bé Wonder and Wise Baby Activity Push Walker và chỉ sử dụng nồi Bacapus Stardust Play Yard's Bassinet Inlay với đệm lót phù hợp. Bộ Y tế Canada phát hiện ra rằng liều trẻ em của California Beach không đáp ứng tiêu chuẩn quy định với phần đỉnh của liều có nguy cơ hỏa hoạn. Trong khi phần khác của liều thì có khả năng khiến cho trẻ bị kẹt khi chơi trong liều. Các sản phẩm bị ảnh hưởng có một số màu, gồm có màu xám, cosmic, màu đen Midnight, màu hồng Spring và màu cam Sunset. Cơ quan này cũng phát hiện các cao su trên bánh xe sau của xe đẩy Wonder and Wise có thể tách ra khỏi xe, gây nguy cơ bị thắt chặt, bị rối dây tiềm ẩn cho trẻ nhỏ. Người tiêu dùng được yêu cầu hãy liên hệ với Aswiz để được thay bánh miễn phí. Đối với nồi chơi của Bakabu thì người tiêu dùng được yêu cầu không sử dụng nồi mà không có tấm đệm đỡ đi kèm cho một số mẫu nhất định vì bề mặt ngủ không bằng phẳng có thể gây ra nguy cơ bị thương hoặc là tử vong do ngạt thở. Người tiêu dùng có thể liên hệ với Bacabu để nhận bộ công cụ miễn phí để cố định phần đệm đỡ. Lululemon ra mắt sản phẩm khăn hijab thể thao, thu hút các đánh giá năm sao từ những người mua sớm. Lululemon đã thực hiện một bước tiến lớn trong tính đa dạng ở các sản phẩm trang phục thể thao của hãng bằng cách Giới thiệu một dòng khăn hijab thể thao mới được thiết kế để tập luyện và chơi thể thao. Hai mẫu khăn hijab tập luyện đã được phát hành và một mẫu thứ ba đang được triển khai vào cuối năm nay. Khăn được thiết kế nhẹ và thoáng khí để tạo sự thoải mái tối đa trong quá trình tập luyện. Những chiếc khăn trùm đầu không chỉ được sử dụng cho thể thao mà chúng cũng có thể là một lựa chọn tuyệt vời để chống lại cái nóng mùa hè. Lululemon cho biết họ đã tham khảo ý kiến của những người mang hijab trên toàn cầu để thiết kế các sản phẩm khăn hijab thể thao đầu tiên của mình. Những người mua sớm sản phẩm này đã hết lời ca ngợi chúng. Sản phẩm đã nhận được 4 đánh giá từ người mua và tất cả đều xếp hạng nó năm sao. Một người cha Ontario bị mất ba đứa con trong vụ tai nạn đã tự tử ngay sau ngày lễ cha. Một người đàn ông có ba đứa con bị tài xế say rượu tông chết trong vụ tai nạn ở thành phố Vaughan đã tự sát. Anh Edward Lake được tìm thấy đã qua đời vào thứ hai, một ngày sau ngày lễ của cha. Vào chủ nhật, Jennifer Neville Lake, vợ của anh Edward đã chia sẻ một bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy ngôi mộ của các con. Cô viết, ngày của cha 2022, điều này đáng lẽ ra không nên xảy ra, không thể như vậy được, Ba đứa con của cặp vợ chồng đã thiệt mạng trong vụ tai nạn vào tháng 9 năm 2015 do tài xế sai rượu Marco Moso gây ra. Cậu bé Daniel Neville Lake, 9 tuổi, em trai Harrison, 5 tuổi, em gái Millie, 2 tuổi của họ và ông ngoại, 65 tuổi của bọn trẻ là Gary Neville đã thiệt mạng trong vụ va chạm. Bà ngoại và bà cố của những đứa trẻ cũng bị thương nặng. Anh Edward đã từng tuyên bố tại buổi tuyên án của tài xế Moso rằng anh ta đã suy nghĩ về việc tự tử và đã bị ám ảnh, lo lắng kể từ khi vụ tai nạn xảy ra. Vào tháng 2 năm 2021, Major đã được ân xá hoàn toàn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada về thế giới trên kênh Khauto Channel. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Đức tăng đốt than khi mà nga siết chặt nguồn cung cấp khí đốt điện kremlin cho rằng hai công nhân mỹ bị giam đã gây nguy hiểm cho quân nhân nga trung quốc nhập khẩu dầu thô của nga đạt mức cao kỷ lục mưa lớn lũ lụt và sấm sét đã khiến cho hàng chục người chết ở ấn độ và bangladesh hoa kỳ kêu gọi việt nam trả tự do cho nhà vận động môi trường nguy thị khanh campuchia đánh bắt được cá nước ngọt lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới nhà hàng nổi Jumbo mang tính biểu tượng của Hồng Kông bị lật úp trên biển. Sài Gòn ghi nhận có 9 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Nữ ca sĩ Jennifer Lopez đã giới thiệu con của mình trên sân khấu bằng cách sử dụng đại từ trung lập về giới tính. Và sau đây Hoàng Anh mở đầu bản tin chi tiết của tình thế giới. Nước Đức gia tăng đốt thang khi Nga siết chặt nguồn cung cấp khí đốt Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck mới đây thông báo Đức phải giảm tiêu thụ khí đốt tự nhiên và tăng mức đốt than để lấp đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt cho mùa đông tới. Ông Habek nói tình hình đang trầm trọng, mặc dù Đức có kế hoạch thoát khỏi sản xuất năng lượng bằng nhiên liệu than, nhưng ông Habek là một chính trị gia của Đảng Xanh trong Liên minh Cộng quyền Trung tả, đã phải tuyên bố quay trở lại các nhà máy nhiệt điện than trong một giai đoạn chuyển tiếp nhằm giảm tiêu thụ khí đốt cho sản xuất điện. Hiện các bồn chứa khí đốt được lấp đầy ở mức khoảng 56% trên mức trung bình ở Đức so với các năm trước, mặc dù mức lưu trữ đã ở mức thấp nhất mọi thời đại vào đầu năm. Liên quan đến tình hình Nga và Ukraine. Điện Kremlin hôm thứ hai cho biết hai người Mỹ đã bị giam giữ ở Ukraine khi đang chiến đấu bên phía Ukraine trong cuộc chiến là những lính đánh thuê gây nguy hiểm đến tính mạng của quân dân Nga và vì vậy họ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Bình luận của người phát ngôn Điện Kremlin là Dmitry Peskov là sự thừa nhận chính thức đầu tiên rằng hai người đàn ông được xác định trong các báo cáo của Hoa Kỳ là Andy Huỳnh, 27 tuổi, ở Hatzell, Alabama, và Alexander mươi 39 tuổi, ở Tuscaloosa, Alabama, đang bị phía Nga giam giữ và điều tra. Trong cuộc phỏng vấn với mạng truyền hình Mỹ NBC, ông Peskov cũng cho biết, ngôi sao bóng rổ người Mỹ Britney Griner, người đã bị giữ ở Nga hơn 2 tháng, đang bị truy tố theo luật cấm nhập khẩu ma túy của Nga chứ không phải bị bắt giữ làm con tin. Các quan chức hải quan Nga trước đó cho biết, họ đã tìm thấy lọ đựng tinh dầu vếp có chứa tinh dầu cần sa trong hành lý của Griner. Vào tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ xác định rằng Griner đã bị giam giữ một cách sai trái và chỉ định các nhà ngoại giao làm việc để trả tự do cho cô. Vợ của Greiner cho rằng ngôi sao bóng rổ đã bị xem là một con cờ chính trị. Bị phương Tây cấm vận, Nga trở thành nhà cung ứng dầu lớn nhất của Trung Quốc. Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Nga đã tăng 55% so với một năm trước đó lên mức kỷ lục vào tháng 5. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu dầu của Nga, bao gồm cả nguồn cung được bơm qua đường ống Đông, Siberia ở Thái Bình Dương và các chuyến hàng vận chuyển bằng đường biển từ các cảng châu Âu và Viễn Đông của Nga đạt tổng cộng gần 8,42 triệu tấn. Dữ liệu cho thấy Nga đã giành lại thứ hạng các nhà cung cấp hàng đầu cho nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới sau 19 tháng, cho thấy Moscow có thể tìm được người mua dầu của mình bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Các nhà nhập khẩu hàng đầu bao gồm công ty lọc dầu khổng lồ Sinopec và thương nhân Zenhua Oil đã tăng cường mua dầu Nga có giá rẻ hơn bên cạnh nguồn cung bị trừng phạt từ Iran và Venezuela. Bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, Trung Quốc vẫn tiếp tục lấy dầu của Iran, thường được chuyển giao là nguồn cung cấp từ các nước khác. Mức nhập khẩu gần tương đương với 7% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Ngoài ra dữ liệu cũng cho thấy, Trung Quốc nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga lên tới gần 400.000 tấn vào tháng trước, nhiều hơn 56% so với tháng 5 năm 2021. Trong năm tháng đầu năm, nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG từ Nga đã tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,84 triệu tấn. tổng thống biden cho biết quyết định về thuế xăng dầu trong kỳ nghỉ có thể được đưa ra trong tuần này chính quyền biden đã tung ra lượng dầu từ kho dự trữ chiến lược của hoa kỳ và tăng cường pha trộn ethanol trong mùa hè cùng với việc gửi một lá thư vào tuần trước cho các nhà máy lọc dầu thúc giục họ tăng công suất lọc dầu tuy nhiên những nỗ lực đó vẫn chưa làm giảm áp lực một cách có ý nghĩa do chính quyền hiện nay đang xem xét việc miễn thuế xăng dầu Tổng thống Joe Biden hôm thứ Hai cho biết rằng ông sẽ quyết định vào cuối tuần liệu có ra lệnh áp thuế xăng dầu liên bang vào kỳ nghỉ hay không và nó có thể tiết kiệm cho người dùng tại Hoa Kỳ tới 18,4 cent mỗi một ca Tổng thống Biden cho biết các thành viên trong nhóm của ông sẽ gặp các thống đốc điều hành của các công ty dầu mỏ lớn trong tuần này để thảo luận về việc tăng giá. Ông đã chỉ trích các công ty dầu mỏ nói rằng họ đang kiếm lợi nhuận quá mức khi mà mọi người đang cảm thấy sự khủng hoảng của chi phí bơm xăng tăng chóng mặt và lạm phát. Các nhà lọc dầu cho biết khả năng sản xuất thêm nhiên liệu khí đốt và dầu diesel của họ bị hạn chế, có nghĩa là giá có thể vẫn cao khi mà nhu cầu bắt đầu suy yếu. Hàng triệu người ở Anh sắp khốn đốn vì đình công xe lửa và tàu điện ngầm lớn nhất. Các cuộc đàm phán phút chót vào ngày 20 tháng 6 năm 2022 đã đổ vỡ và đã không cứu vãn được tình thế sau khi các nghiệp đoàn ngành hỏa xa tuyên bố từ cuối tuần trước về 3 ngày tổng đình công trong tuần này bắt đầu từ ngày thứ ba 21 tháng 6. Tình mới nhất cho hay Thứ trưởng Bộ Ngân Khố Anh Simon Clark đã bước ra khỏi cuộc họp với giới chức nghiệp đoàn và tuyên bố không nên hy vọng hảo là tránh được đình công. Do vậy, gần như chắc chắn là hàng trăm tuyến xe lửa và các tuyến xe điện ngầm ở London và giao thông công cộng trên toàn vương quốc Anh sẽ ngưng hoạt động 3 ngày giới nghiệp đoàn ngành giao thông nói ba ngày họ lên lịch tổng đình công tuần này sẽ là thứ ba ngày 21, thứ năm ngày 23 và thứ bảy ngày 25 tháng 6. Tuy nhiên, các ngày còn lại trong tuần thì việc ngưng trệ giao thông công cộng vẫn có thể xảy ra vì mạng xe lửa toàn quốc chỉ hoạt động với thời gian biểu hạn chế nghiệp đoàn đàm phán để đòi hỏi tăng lương cho nhân viên của họ sau khi một cuộc tuần hành lớn ở London đòi hỏi chính phủ hỗ trợ chi phí sinh hoạt đã diễn ra hôm Chủ nhật. Được biết là các nghiệp đoàn giáo viên y tế cũng lên kế hoạch đình công vào mùa hè năm nay sau cuộc tổng đình công này của ngành giao thông công cộng. Năm thanh niên đệ đơn kiện chính phủ ở châu Âu vì hiệp ước năng lượng nhiên liệu hóa thạch trong hôm thứ Ba, năm thanh niên sẽ đệ đơn kiện 12 chính phủ châu Âu về một hiệp ước quốc tế, trong đó cho phép các nhà đầu tư nhiên liệu hóa thạch được khởi kiện các quốc gia để họ phải có hành động giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Ban đầu được lập ra để hỗ trợ cho các khoản đầu tư lĩnh vực năng lượng ở các nước thành viên cũ của Liên Xô, hiệp ước chương trình năng lượng ect cho phép các nhà đầu tư đệ đơn kiện các quốc gia về các chính sách gây thiệt hại cho các khoản đầu tư của họ cũng như các chính sách bị coi là trở ngại đối với hành động khí hậu của các nhà vận động đơn kiện hôm thứ ba của năm thanh niên này sẽ yêu cầu tòa án nhân quyền châu âu bảo vệ quyền của họ bằng cách yêu cầu các chính phủ loại bỏ những trở ngại trong việc chống lại biến đổi khí hậu do ect tạo ra Phụ kiện sẽ nhóm vào các quốc gia bao gồm Áo, Bỉ, Sip, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy Lạp, Luxembourg, Hà Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Anh. Tất cả đều là các bên đã ký ECT. Hơn 50 nước ký kết ECT hiện nay đang đàm phán để cải cách nó. Nhưng mà các nước như là Tây Ban Nha và Pháp đã đưa ra khả năng rằng các quốc gia Liên minh Châu Âu (EU) sẽ rời khỏi hiệp định trong bối cảnh đàm phán không có tiến triển. 11 thành viên băng đảng và một con khỉ nhện tử vong trong vụ xả súng băng đảng ở Mexico. Một con khỉ nhện được mặc chiếc áo hoodie, áo khoác chống đạn và tả lót như một linh vật của băng đảng đã bị giết trong một vụ xả súng ở Mexico hôm thứ ba. Theo hãng tin AP, 11 thành viên băng đảng bị tình nghi cũng đã bị giết trong vụ xả súng ở bang Mexico. Con khỉ nhện đã được tìm thấy cùng với thi thể của một tay súng đã bị giết. Một bức ảnh về con khỉ nhện đã chết trong bộ đồ của nó sau đó đã được công bố rộng rãi và đã được xác thực bởi các nhà chức trách Mexico. Họ cho biết, các cáo buộc buôn bán động vật sẽ được xem xét đối với những nghi phạm sống sót sau vụ xả súng, hiện chưa rõ tên và chủ nhân của con khỉ nhện này. Trong những tuần gần đây đã diễn ra một số vụ việc khác liên quan đến động vật kỳ lạ, thuộc sở hữu của các thành viên băng đảng ma túy ở Mexico. Theo nhà phân tích an ninh, nói với hãng tin rằng những kẻ buôn ma túy thường nuôi những động vật kỳ lạ như một biểu tượng của địa vị và quyền lực, bắt chước các trùm ma túy Colombia những năm 1980 và năm 90. Đôi khi những động vật kỳ lạ này cũng bị các băng đảng lợi dụng cho những mục đích độc ác hơn, chẳng hạn như là sử dụng hổ và cá sấu để làm biến mất và ăn tươi nuốt sống nạn nhân. Mưa lớn, lũ lụt và sát khiến hàng chục người chết ở Ấn Độ và Bangladesh. Ít nhất 52 người đã tử vong trong các trận lỡ đất, sát đánh và lũ quét trên khắp Ấn Độ và Bangladesh trong tuần qua, theo các quan chức ở cả hai nước. Đông Bắc Ấn Độ và phía Bắc Bangladesh đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi thời tiết khắc nghiệt, đã gây ra một số trận lũ lụt tồi tệ nhất trong khu vực trong nhiều năm và khiến một số thị trấn bị cắt điện một vụ sát đánh đã giết chết 17 người hôm thứ Bảy ở bang Bihar, miền đông Bắc, Ấn Độ. Tại bang Assam lân cận, ít nhất 9 người tử vong và 8 người mất tích tính đến tối Chủ nhật. Theo cơ quan quản lý thiên tai của bang, cơ quan này đang vận hành 1.147 trại cứu trợ với 186.424 người phải di dời. Tại Bangladesh, lũ lụt đã nhấn chìm các con đường và đường cao tốc và cô lập toàn bộ các quận với phần còn lại của đất nước do thiếu các dịch vụ viễn thông đã gây khó khăn cho việc đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại, đặc biệt là ở các huyện bị ảnh hưởng nặng nề như là Siwet và Sunamganj. Khoảng 90% của Sunamganj ở dưới nước và gần như bị cô lập hoàn toàn với phần còn lại của Bangladesh. Khoảng 300.000 người hiện đang ở trong các trại tạm trú vào thứ hai. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà vận động môi trường Nguyễn Thị Khanh. Hoa Kỳ cho biết họ quan ngại sâu sắc trước bản án ngày 17 tháng 6 đối với nhà hoạt động và bảo vệ môi trường Việt Nam, Nguyễn Thị Khanh và kêu gọi Việt Nam trả tự do cho cô. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hôm Chủ nhật, Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho Khanh, người đã được quốc tế công nhận về công sức thúc đẩy biến đổi khí hậu và các vấn đề năng lượng bền vững ở Việt Nam cũng như các nhà hoạt động môi trường đang bị giam giữ khác hoạt động vì lợi ích của Việt Nam và người dân, Bộ ngoại giao không cho biết cô đã bị kết án vì lý do gì. Liên hợp quốc kêu gọi áp đặt lệnh cấm đi lại đối với lãnh đạo Taliban vì áp bức phụ nữ. Trong một bài kiểm tra về mức độ sẵn sàng của cộng đồng quốc tế trong việc cô lập Taliban, các nhà phê bình cho rằng những thành viên của Taliban hạn chế quyền rời bỏ nhà cửa của phụ nữ ở Afghanistan nên bị cấm rời khỏi nước của họ. Liên Hợp Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Taliban, nhưng Hội đồng Bảo an sẽ tranh luận vào tuần tới liệu có nên áp đặt lệnh cấm đi lại đối với tất cả các thành viên hàng đầu của tổ chức này hay không. Hiện nay, chỉ có 41 thành viên của chính quyền Taliban bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm đi lại sau khi lệnh cấm này bị đình chỉ bởi một phần cách đây 3 năm để cho phép 14 thành viên tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình gần đây nhất vào ngày 17 tháng 5, Taliban đã giải tán Ủy ban Nhân quyền độc lập Afghanistan, các nguồn hỗ trợ quan trọng cho những người Afghanistan đang đối mặt với những hành vi vi phạm nhân quyền, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực trên cơ sở giới. Chín ngày sau, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền ở Afghanistan đã kết thúc sứ mệnh của mình bằng cách mô tả các biện pháp gần đây là phù hợp với mô hình phân biệt giới tuyệt đối nhằm làm cho phụ nữ trở nên vô hình trong xã hội. Hội đồng Nhân quyền vẫn chưa quyết định có tổ chức một phiên họp đặc biệt dành riêng cho tình trạng phân biệt đối xử với phụ nữ Afghanistan hay không. Nhưng có áp lực bắt buộc phải tiến hành có thể là vào tuần bắt đầu từ ngày 4 tháng 7. Campuchia đánh bắt được một con cá nước ngọt lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới. Theo các nhà khoa học của quốc gia Đông Nam Á và Hoa Kỳ, thì con cá nước ngọt lớn nhất được ghi nhận trên thế giới là một con cá đuối khổng lồ đã được đánh bắt ở sông Mê Công ở Campuchia. Con cá đuối được bắt vào ngày 13 tháng 6 dài gần 4 m tức là 13 feet từ mỏ cho tới đuôi và nặng dưới 300 kg. Kỷ lục trước đây đối với một loài cá nước ngọt là một con cá da trơn khổng lồ Mekong nặng 293 kg được phát hiện ở Thái Lan vào năm 2005 các nhà nghiên cứu cho biết đây là con cá đuối khổng lồ thứ tư được báo cáo ở cùng khu vực trong hai tháng qua tất cả đều là con cái họ cho rằng đây có thể là điểm nóng sinh sản của loài này cư dân địa phương đặc biệt danh cho cá đuối gai độc là borami tức là trăng tròn vì hình dạng tròn của cá ngoài vinh dự bắt được con cá lớn phá kỷ lục người đánh cá may mắn đã được bồi thường theo tỷ giá thị trường với khoản tiền là khoảng 600 đô la. Các nhà nghiên cứu huấn luyện chuột anh hùng đã xác nhận vị trí của những người sống sót sau trận động đất. Donna Kean là một nhà khoa học hành vi từ Scotland, có mẹ là người Canada, đã quen với việc làm việc với vượng và khỉ hơn. Nhưng công việc mới của bà ở Đông Phi liên quan tới một sinh vật ít được biết đến vị trí thông minh của nó, đó là chuột. Trong năm qua, bà đã làm việc với tổ chức phi chính phủ Apopo để huấn luyện chuột trở thành thành viên vô giá của đội tìm kiếm và cứu hộ động đất. Dự án liên quan tới những con chuột sẽ di chuyển bên trong những đống đổ nát của các tòa nhà bị sập để tìm kiếm những người sống sót. Những con chuột sẽ đeo chiếc ba lô nhỏ đặc biệt có chứa máy ảnh và máy phát định vị và radio hai chiều, cho phép lực lượng cứu hộ liên lạc với người bị mắc kẹt chuột được huấn luyện để kích hoạt công tắc trên ba lô của chúng khi mà chúng tìm thấy một người trong đống đổ nát để truyền lại vị trí chính xác cho lực lượng cứu hộ. Sau đó thì tín hiệu bíp lớn sẽ được báo hiệu cho lũ chuột trở lại bề mặt. Việc huấn luyện loài gậm nhóm mất một năm và được thực hiện với sự hỗ trợ của một công thức chế biến chuột đặc biệt. Bảy con chuột đã được huấn luyện kể từ tháng 8 năm 2021 và nhóm nghiên cứu tại Apopo hy vọng rằng một số con cuối cùng có thể được triển khai tới vùng động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức phi chính phủ Apopo trước đây đã huấn luyện thành công chuột để đánh hơi các mỏ đất ở những nơi như là Campuchia và Mozambique và phát hiện các mẫu bệnh lao. Nhà hàng nổi Jumbo mang tính biểu tượng của Hồng Kông đã bị lật úp trên Biển Đông chưa đầy một tuần sau khi nó được kéo ra khỏi thành phố Nhà hàng đã gặp phải điều kiện bất lợi vào thứ Bảy khi nó đi qua quần đảo Tây Sa, còn được gọi là quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông, khiến nước tràn vào tàu và nó bắt đầu bị lật. Do độ sâu của nước tại hiện trường là hơn 1.000 mét, nên nỗ lực cứu con tàu đã thất bại và nó đã bị lật vào Chủ nhật. Công ty mẹ của nhà hàng cho biết trong một tuyên bố, nhà hàng nổi Jumbo dài gần 80 mét đã là một địa danh nổi tiếng ở Hồng Kông trong hơn 4 thập kỷ Phục vụ các món ăn Quảng Đông cho hơn 3 triệu khách, bao gồm cả nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và tài tử Tom Cruise. Nhà hàng đã bị kéo đi vào thứ ba tuần trước, sau khi nó trở thành gánh nặng tài chính cho các cổ đông do phải đóng cửa vì Covid-19. Công ty mẹ của nhà hàng cho biết, họ có kế hoạch chuyển nó đến một địa điểm có chi phí thấp hơn để tiến hành bảo trì. Trước khi khởi hành, con tàu này đã được kiểm tra kỹ lưỡng bởi các kỹ sư hàng hải và nó đã được nhận tất cả các phê duyệt liên quan. Sài Gòn ghi nhận 9 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Tính đến ngày 19 tháng 6, thành phố Sài Gòn đã ghi nhận 16.057 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 117,3% so với cùng kỳ năm ngoái và có 9 trường hợp tử vong. Trong số các bệnh nhân đang mắc bệnh, có 274 người hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã ghi nhận các trường hợp mắc sốt xuất huyết. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Sài Gòn cho biết, khu vực phía Nam hiện đang bước vào mùa mưa, hiện đang là mùa cao điểm của bệnh sốt xuất huyết. Theo đó, cơ quan này đã cảnh báo mọi người nên tránh bị mũi đốt. Việt Nam đã và đang cố gắng tìm ra một phương pháp hiệu quả để đối phó với bệnh sốt xuất huyết, một trong những căn bệnh truyền nhiễm lớn nhất trong số 28 bệnh truyền nhiễm phổ biến của nước này. Loại vaccine duy nhất hiện có trên toàn cầu không được khuyến nghị cho những người chưa mắc bệnh sốt xuất huyết trước đó. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết kiểm soát vector là hoạt động chính để ngăn chặn sự lây truyền của virus gây bệnh sốt xuất huyết. Nữ ca sĩ Jennifer Lopez giới thiệu người con của mình trên sân khấu bằng cách sử dụng đại từ trung lập về giới tính Trước khi có màn song ca đầy cảm động trong buổi biểu diễn tại sân vận động Dodger ở Los Angeles, nữ ca sĩ Jennifer Lopez đã giới thiệu người con trong cặp song sinh của cô và chồng cũ bằng cách sử dụng đại từ trung lập về giới tính. Emma Munich, 14 tuổi, đã cùng mẹ của mình là nữ ca sĩ Lopez, 52 tuổi, trình diễn ca khúc A Thousand Years tại sự kiện Blue Diamond Gala của tổ chức Los Angeles Dodgers hôm thứ Năm vừa qua trong một đoạn video về màn trình diễn được chia sẻ trên mạng xã hội munich đang biểu diễn với một chiếc micro có màu sắc của cầu vồng munich là con của lopez và chồng cũ là ca sĩ mark anthony cặp đôi còn có một người con khác là max anh em sinh đôi của munich sau màn trình diễn cả cô lopez và anthony đều lên tiếng ủng hộ và động viên con của họ trên mạng xã hội nếu như nữ ca sĩ đã đăng tải một số bức ảnh của cô và munich tại sự kiện này thì nam ca sĩ Mark Anthony đã đăng một bức ảnh cũ hơn của Munich trên Twitter với dòng chú thích Cha rất tự hào về con. Sự kiện Blue Diamond Gala đã gây quỹ kỷ lục 3,6 triệu đô la Mỹ cho tổ chức Los Angeles Dodgers Foundation nhằm mục đích cải thiện giáo dục, chăm sóc sức khỏe, công bằng xã hội và tình trạng vô gia cư trong khu vực địa phương. một kỳ tích đã xảy ra cho một chú thỏ. Một con thỏ đã sống sót trong cuộc hành trình dài hơn 30 dặm sau khi nó bị mắc kẹt trong lưới tản nhiệt của một chiếc xe hơi vì bị một người lái xe đâm trúng. Vào tuần trước, khi Mark Pearson đang lái xe ở xứ Wales, anh đã nghe thấy một tiếng đập mạnh lớn ở ngoại ô Nathan. Người đàn ông 46 tuổi cho biết, sau khi nghe tiếng động, anh đã kiểm tra kính chiếu hậu nhưng không thấy gì và tiếp tục lái xe đi làm. Và giờ sau đó, một đồng nghiệp nói với Pearson rằng một con thỏ đang bị mắc kẹt trong ốp cản trước chiếc xe hơi của anh. Pearson cho biết anh đã cố gắng để giải thoát con vật mà không làm hại nó. Sau đó, con thỏ đã bỏ chạy. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada buổi tối và tạp chí Culture Magazine thực hiện. Và để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị nhớ bấm like, comment và share để giới thiệu cho nhiều người quen và giúp phổ biến chương trình này tới nhiều người hơn. Xin cảm ơn quý vị. Và nếu mà quý vị chưa đăng ký, chưa subscribe thì mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Trước khi chấm dứt chương trình, thay mặt cho ban biên tập của tạp chí Culture, Tuấn Liêm xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và kính chào tạm biệt.